Ấm nha. Thì vâng, xin chào cô chú anh chị bạn. Nếu bạn ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang tìm một bé mèo hoặc một bé cún nuôi mọi người, có thể ghé cửa hàng của bên mình nha mọi người. Bên mình chấp nhận thanh toán Momo, chuyển khoản thẻ tín dụng luôn. Đó, đủ phụ kiện nuôi các bé luôn cô chú anh chị ơi. Tới xem chọn mua nha. À, một số mèo thì nó sẽ có giá dao động từ vài trăm cũng có, triệu trở lên nha mọi người. Thông thường tại vì mình ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An á, nên thành ra giá cực kỳ cạnh tranh cho các bạn so với thành phố luôn cô chú anh chị. Đó, mọi người có thể ghé xem chọn mua, có bảo hành sức khỏe cho mọi người trong một khoảng thời gian nhất định luôn nha. Mình sơ vô trong này, này hiện tại có rất nhiều sự lựa chọn mọi người, đặc biệt các bé mèo mọi người ơi, các đặc biệt các bạn ở trọ ở chung cư đó nuôi mèo rất là tiện luôn, tại vì nó không quá ồn ào ảnh hưởng hàng xóm và bị bắn chốn nha cô chú anh chị. Đó, sao vô trong không cầm một vài bé ở phía trước trước cho mọi người xem. Và mỗi cuộc sống này mỗi người mỗi sự lựa chọn, mỗi bạn mỗi sở thích nữa, xin không ạ? À? Đó, xinh quá trời xinh này cô chú anh chị ơi. Các bạn thích màu này, các bạn thích màu sáng, các bạn thích màu vàng đó, mọi người có thể ghé nha mọi người. Tại vì ở trên TikTok này này, trên mạng này này, cô chú anh chị có thể chọn thích bé này hơn. Nhưng mọi người tới xem á, mọi người là chọn con khác là rất bình thường nha mọi người. Mình bán rất là lâu rồi, tại vì cái yếu tố thích đó, tới xem nữa nó phụ thuộc rất nhiều. Nhiều hơn mọi người biết con đó ra đẹp, nhưng mà quan trọng mọi người thích cái con quấn mọi người hơn, hay là tính nó hiền hơn, kiểu vậy cô chú anh chị. Sao vô trong đi, ở đây có nhiều bé, sao vô trong. Hiện tại có rất nhiều mọi mèo mọi người ơi, 350k trở lên nha. Mà mọi người biết sao không? Càng xinh thì cái giá nó sẽ càng cao lên một xíu của chú anh chị nha. Đó, chứ không có thể nào mà xinh vừa rẻ được. Đây, nhiều sự lựa chọn của chú anh chị luôn. Quá trời đất mọi người ơi, hiện tại có tới gần 20 bé luôn chứ không phải là gần, tới 20 bé, 20 bé luôn đang tìm chủ nè. Có trắng, có bi, có xám, rồi có vàng, có các bé chó tìm chủ nữa nha mọi người. Cứ tới xem, mọi người gần đó mọi người tới xem, nó tiện mọi người, xong thích con nào chọn con đó, giá cả phù hợp, có bảo hành nè, có hỗ trợ sức chăm sóc một thời gian đầu nữa của chú anh chị, tiện không đó. Cái gì đặc biệt, có gì bán vốn cũng rất là dễ luôn, chịu vậy của chú anh chị nha. Mình bắt một vài bé cho mọi người tham khảo này. Thú cưng gai cảnh đó mọi người ơi, nó sẽ không có tính to hay nhỏ mà tính độ đẹp xấu của các bé nha. Ví dụ như nhóc này, này bé cái đó, và mỗi lúc nó sẽ có một bé khác nhau nữa. Nên mọi người cứ tìm tìm mọi người tới xem. Cái này cụ bảy này, hai bé này có chủ có cọc rồi này, có xám xanh này đó. Trời ơi, lông dài xám này của chú anh chị đó. Lông ngắn lượng có luôn nha, có tu sô đô rồi xong tắp bi rồi đủ hết trơn mọi người. Cứ ghé xem, giá cả cực kỳ phù hợp luôn của chú anh chị nha mọi người. Cần tư vấn thêm thì bấm vô góc trái, nó sẽ có thông tin của mình đó, cô chú anh chị liên hệ với mình nha mọi người. Bye bye.